Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Mì udon hay là bánh canh bột mì được các bạn rất thích và yêu cầu, nên hôm nay mình khuyên chia sẻ công thức và cách làm này. Sợi mì udon làm ra dai, mềm, dẻo, ngon. Mình có thể dùng trong các món nước hay là món xào. Sợi mì để lâu không có bị dính, do đó mình có thể làm nhiều, cho tủ lạnh để qua ngày. Đây là món mì udon xào. Sợi udon không bị dính chùm, không bị gãy, không bị nát. Vài lưu ý nhỏ để mình làm thành công món này: không cần dụng cụ ép, cũng như là không cần máy. Bây giờ sẽ cùng bắt đầu làm với Bình Khuyên món này nè. Mình lấy 500ml nước hay là 500g nước lạnh. Nếu muốn gia nhiều, cho nhiều bột năng, thường là Bình Khuyên hay lấy khoảng 350g bột mì này. Để bánh canh đậm đà thì mình cho 1 muỗng cà phê muối 7g, 1 muỗng canh dầu ăn 15ml, dầu gì cũng được, mình cho vô nước, chỗ nước nha, trộn đều lại. Sau khi trộn xong, nhìn thấy cái này nó bị ốc trâu thì mình phải cho qua cái rai. Nếu chị em mình làm bột nó không có bị ốc trâu á thì mình đi chân luôn, mình đổ qua rai như vậy để chắc chắn là nó không có bị lợn cợn. Thì lúc sau cái bánh canh nó mới mịn, mượt, mình mới ép được. Cho nó chảy hết xuống luôn. Và tùy theo mình thích làm độ dai nhiều hay ít. Hôm nay mình cho 200g bột năng, bởi vì mình thích cái sợi bánh canh nó dai vừa phải. Và để cho bánh canh không dính, nếu chị em nào có tinh bột bắp thì mình cho. Còn không có thì mình có thể thế bằng bột năng 50g. Rồi mình lấy một cái nồi hoặc là một cái chảo lớn hơn, nấu nước sôi. Mình cho vào như vậy nè. Thật ra là mình khuyên đã có rất nhiều video trước đây để chia sẻ, từ dụng cụ ép bánh canh, rồi đến ép bao ni lông, rồi bánh canh dai bột năng, bánh canh bột khoai tây, bánh canh làm bằng máy ép mì, rất nhiều công thức. Chị em nào không có dụng cụ thì làm giống như hôm nay. Và mình sẽ khuấy sát với đáy nồi luôn. Bên dưới là nước sôi nhẹ. Cái này người ta gọi là lấy trùng, tức là làm cho bột nửa sống nửa chín. Nếu mình để cho bột chín quá thì chút nữa nó dai mình ép không được. Còn nếu như mà nó không chín thì nó sẽ bị đứt khi cho vô nước. Anh chị em và các bạn cứ đẩy cái cây sát xuống vậy, trong vòng 2-3 phút ở lửa trung bình. Lúc này mình nhìn thấy bột nó không có còn lỏng bỏng như ban đầu. Mình trộn kỹ lên lần nữa, rồi tắt bếp. Nhớ là tắt bếp rồi mới cho bột năng. Lại cho làm 2 lần. Lần đầu tiên lần nữa nè. Anh chị em và các bạn nhớ tắt bếp nha, mình mới cho vô. Rồi trộn chung lại. Khi mình trộn hết cái bột khô này rồi thì mình mới nhấc cái nồi này ra ngoài, cho ra bàn, cho hết bột còn lại. Tiếp tục trộn nó lên. Và lúc này cái bột nó cũng còn hơi nóng nóng, anh chị em và các bạn sẽ nhồi. Không có nóng lắm nhưng mà không được nguội. Cho vô tay của mình là 1 muỗng cà phê dầu ăn, để cho nó không có dính. Thoa dầu. Sau đó mình sẽ nhồi. Nhồi cho đến khi nào mình thấy thành một khối mịn, mượt, mềm. Mịn, mượt, mềm. Cười quá. Rồi cho vô luôn tinh bột bắp. Sau đó tiếp tục nhồi 1 hoặc là 2 phút nữa. Rồi mình cho 1 muỗng canh dầu ăn, giúp cho cái bột nó mượt mịn. Tiếp tục nhồi. Chị em và các bạn nhồi giống anh Viên nè, là nó không có dính, là nó nhẹ nhàng lắm. Càng nhồi nhiều quá thì nó sẽ mịn, mềm. Thì chút nữa mình ép ra cái sợi bánh canh nó trơn bóng. Trước khi cho bột vô, anh chị em và các bạn nhớ cho một chút xíu dầu ăn
để mình áo bên trong cái bao. Nhớ vuốt đều nha. Và bột sau khi nhồi xong thì mình phải lập tức cho liền vô trong cái bao. Anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy cái bột nè, nó dẻo như vậy nhưng mà nó không có chảy. Dẻo mềm. Trong trường hợp nhồi xong mà mình thấy cứng quá thì có thể cho khoảng 5ml nước sôi nhồi lại là nó sẽ mềm. Và cho 2/3 bao thôi để chút mình dễ ép. Lấy cái tay anh chị em và các bạn vuốt cho nó đừng có không khí bên trong, cho cái bột nó mịn mượt. Xoắn cái đầu lại, lấy dây cột cái đầu bao cho chặt. Nên cho hết vô bao luôn, hoặc là lấy cái ni lông mình gói bột lại để cho nó không có bị khô. Bởi vì khi nó khô là mình ép không được, nó vướng làm rách bao. Cái bột nó mềm nè, mềm như vậy thì lúc mình ép nó mới ra. Mình lấy một nồi nước nhỏ nhưng mà cao, rồi nấu sôi. Một thau nước lạnh nữa để chút nữa mình vớt bánh canh ra. Và chờ cái nồi nước này nó sôi sùng sục lên, anh chị em và các bạn sẽ cắt cái đầu này cho nó bằng sợi bánh canh đó. Rồi bây giờ mình bóp vô nha. Cứ cầm hai tay bên trên đó anh chị em và các bạn bóp vô, hoặc là vuốt như vậy. Cái cách mà vuốt như vậy nè sẽ làm cho cái sợi bánh canh của mình đó, nó đều, đồng thời là nó không có bị rách cái bao. Chị em nào xài cái bao mỏng thì nhớ vuốt giống mình khuyên nha. Kích cỡ thì tùy theo, mình thích dài thì mình vuốt cho bột nó chảy xuống hoài luôn. Nè, cứ vuốt như vậy, nhanh nữa. Trời, mình làm khoảng 10 phút đó, là ép xong cái này. Từ ngày mà mình biết làm cách này rồi đó, thì mình cho cái dụng cụ ép khoai tây nó nghỉ ngơi rồi. Bởi vì mình làm cái này nó sướng hơn là làm xong khỏi phải rửa. Bếp mình để số 9 hoặc là số 8 liên tục. Anh chị em và các bạn cứ bấm vô. Muốn dừng thì mình bóp cái đầu là nó dừng. Dễ dàng chưa? Khi sợi bánh canh nó nổi lên rồi thì mình cho nó khoảng 10 giây nữa thì vớt ra và mình có bánh canh mướt mượt luôn. Bánh canh bột mì. Rồi cho vô thau nước lạnh. Hoặc là mình cũng có thể bóp liên tục luôn, cho nó ra một cái sợi thiệt là dài. Và để cho bánh canh thẳng, anh chị em và các bạn sẽ xoay gì nè. Chứ mình đừng có để nó một cục luôn, là lúc đó nó sẽ bị quăng. Thật ra thì để có công thức này, mình khuyên cũng đã làm rất nhiều lần, trên 10 lần luôn. Và bỏ rất nhiều bột, hoặc là phí ăn, bánh canh không ngon đó. Để khi thành công thì mình khuyên mới chia sẻ. Cô bác anh chị em và các bạn chú ý theo dõi cách làm của mình khuyên và sẽ cùng có cho gia đình mình một rổ bánh canh. Nãy giờ mình ép cũng khoảng 12 cho đến 15 phút đó anh chị em và các bạn. Bây giờ mình đi rửa cái này cho thiệt là sạch nè, không có còn nước đột nữa. Dài chưa? Và bóng mượt luôn. Bánh canh bột mì hay còn gọi là sợi mì udon. Khoảng 1,2 40g. Và chỉ cần khoảng 10 cho đến 15 phút ép bằng bao ni lông hay là túi bắt bông kem thì mình sẽ có ngay một rổ bánh canh hay là một thau bánh canh. Khoảng gần 1,3 kg. Có bác anh chị em và các bạn cùng làm bánh canh theo cách ngày hôm nay nha, và có bánh canh thiệt ngon cho gia đình. Sau khi làm xong, nếu ăn liền thì mình khỏi cho dầu, còn chưa ăn thì nên cho một muỗng canh dầu. Mình trộn lại và mình sẽ để đến chiều mới nấu cái này. Anh chị em và các bạn thấy thích chưa? Nó dài mướt mượt luôn, bóng, mềm, dai, ngon.
Mình sẽ xào nhanh cho anh chị em và các bạn coi cái độ dai của cái mì này hay là sợi bánh canh này. Đó, quá chừng chưa? Nó dài quá chừng nè. Lửa thiệt lớn luôn. Mình nêm với lại nước tương, bột nêm. Và xào nhanh giống như là xào phở rồi đó anh chị em và các bạn. Để cho nó có màu đẹp, mình cũng có thể cho một chút xíu siêu, hắc xì dầu. À, đảo lửa lớn. Sợi mì dai ngon, không có bị nát nè. Đó. Thêm một món mì xào ngon cho gia đình. Mình xào với lại rau, với lại thịt bằm. Nóng hổi luôn. Cho mì lên nè. Sợi mì dai ngon chưa? Wow, tuyệt vời, xuất sắc luôn. Đó, nó dai ngon nè. Mình cũng có thể nấu với lại nước để cho ra cái món mì udon nướng. Cho thêm thịt lên, rau lên nữa. Đây, sợi mì ngon chưa? Bánh canh xào hay là mì udon xào? Đó, ngon chưa? Anh chị em và các bạn thấy cái sợi mì hay là sợi bánh canh của mình nó dai ngon mềm như vậy đó, không có bị đứt quãng, không bị nát, mướt mượt. Mình đã xào được 2 dĩa lớn vậy luôn, cho khoảng 6 người ăn. Nếu mà ăn không hết, anh chị em và các bạn đậy kín cho vào trong tủ lạnh. Cái này là mình đã để tủ lạnh hôm qua, bởi vì mình muốn thử cho một số các chị em. Nếu như mình không có thời gian thì cũng có thể làm trước đó. Đó, nó vẫn dai ngon nè. Nó không có bị đứt. Bây giờ mình sẽ trộn nha. Khi nước thật sôi mình mới bỏ vô. Và mình cũng không có đụng, chờ chín khi nào nó nổi lên thì lúc đó anh chị em và các bạn mới vớt ra. Đây, nó dai ngon chưa? Và để trong 10 phút để thử độ dai của mì hay là bánh canh. Chắc chắn là nó dai rồi, bởi vì mình đã xào được thì mình cho vô súp là được luôn. Nấu đỡ trong cái nước canh cà rốt. Canh cà rốt nấu sườn nè. Chế vô, ngâm 10 phút sau nha. Anh em và các bạn thấy cái sợi bánh canh ngon chưa? Hay là sợi mì? Nó vẫn dai ngon đó, và mềm không bị cứng. Dù là mình nấu trong nước hay là xào. Và mình khuyên chúc nhà nhà cùng có nhiều món ăn ngon tự nấu. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.